Ba ơi, khi nghe người ta diễn tả mẹ như nải chuối buồn cao, như dòng suối dịu hiền, như bài hát thần tiên, hay như tiên giới đêm thâu, con tưởng chừng như những hình ảnh đẹp đẽ nhất của trần gian đã được tận dụng cả rồi. Nói về mẹ, về tình mẹ mà nói như vậy thì dù nói ít nhưng cũng có thể tạm coi như đầy đủ, không cần phải nói gì thêm. Vì đằng sau những hình ảnh dùng để ví mẹ đó, người ta đã có thể cảm nhận được trọn vẹn cái bao la vô tận của tình mẹ như thế nào. Nhưng sao người ta, kể cả thầy Nhất Hạnh, người đã viết một tác phẩm bất hủ dành cho mẹ, lại không nói gì về ba hết vậy? Con biết không phải mọi người đã quên nghĩ đến ba. Trước khi nói về mẹ, không phải rằng Ca Dao đã nhắc đến ba đó sao? Công cha như núi Thái Sơn, rồi mới nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thực ra con thấy rằng, khi người con có hiếu, biết thương cha, thì một câu ngắn như vậy cũng đủ làm hành trang, làm vốn liếng để nhớ nghĩ đến cha suốt cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, có khi chỉ cần im lặng thầm hiểu, mà cũng có lúc phải bộc lộ tỏ bày thì mới thỏa lòng được. Đó là lý do mà bây giờ con muốn nói với ba, với riêng ba mà thôi, những gì mà con chưa có dịp nói. Hoặc khi con định nói thì ba cứ cười, cho rằng con còn thơ dại mà biết nói gì. Nếu con nhớ không lầm thì ở Việt Nam, người ta không có ngày dành riêng cho cha hay cho mẹ như tại các nước Tây Phương. Chỉ có ngày Du Lan mà người ta còn gọi là ngày báo hiếu, có thể được coi như là ngày của cha mẹ. Nhưng xét về hình thức, con có cảm tưởng rằng ngày Du Lan với lễ cài bông hồng có vẻ như chỉ tập trung nơi mẹ. Người ta đọc bông hồng cài áo để ca tụng mẹ, người ta cài bông hồng, bông trắng để yêu thương hay tiếc nhớ mẹ. Không có một án văn, không có một bài thơ hay một đóa hoa nào dành cho ba cả. Trong lễ cài bông hồng, khi con sung sướng đón nhận đóa hoa hồng để hãnh diện trong niềm vui còn mẹ, thì ba cũng vui lây với con. Ba vui vì con hãy còn mẹ, ba vui vì con biết quý mẹ. Điều đó đã làm cho ba hài lòng lắm rồi, chứ ba không cần ai làm thơ hay chép nhạc ca tụng mình. Ba cũng không đòi hỏi một đóa hồng nào dành cho ba. Hình như qua hình ảnh bông hồng cài trên áo, cả ba và con đều mặc nhiên công nhận mẹ là trên hết. Điều đó xét trên một khía cạnh khác đã nói lên cái gì? Lúc đó con còn nhỏ nên chưa hiểu, mà cũng vì vui sướng với cái bông hồng còn mẹ nên con thấy như vậy là đủ, không cần phải biết gì thêm. Nay con đã lớn khôn, con biết rất rõ rằng chỉ vì thương ai thì ba dâng trọn cả trái tim, và khi nhận lãnh một trách nhiệm nào thì ba tận tụy gánh vác cả một đời. Cho nên ba đừng cười, đừng che giấu con. Ai thương ai quý mẹ là ba thấy đủ rồi. Ba không mong đợi người khác đề cập gì đến ba cả. Tất cả những gì cao quý, tốt đẹp trên đời, ba đều nhường nhịn và muốn dành trọn vẹn cho mẹ, chỉ để giữ lại cho mình nụ cười sung sướng mà thôi. Ba không muốn con phải nói ra cái điều mà ba lặng lẽ cất trong lòng đó, phải không ba? Nhưng con phải nói, bởi nếu con không nói hôm nay, e rằng mai sau con sẽ ân hận như ba mẹ đã ân hận vì không nói được hết lời thương yêu của mình với ông nội và ông ngoại. Con nói điều này ba đừng cười, đừng cho rằng con nghịch ngợm. Con thấy rằng nếu người ta làm thơ hay viết văn ca tụng ba thì cũng chỉ có những hình ảnh, những biểu tượng dù cao cả sáng chói nhưng không khỏi nét khô khan cứng nhắc. Mẹ là suối nguồn lai láng, thì ba là ngọn núi sừng sững, lạnh lùng bất động quá. Mẹ là mặt trăng dịu ngọt, thì ba là mặt trời chói lọi, nóng nảy khó chịu quá.
Mẹ được gọi là hiền mẫu, thì ba được gọi là nghiêm phụ. Khô khan, khắc khe quá. Hình như những mỹ từ dùng để diễn tả hay ca tụng vẻ đẹp, vẻ sáng, vẻ thơ mộng, vẻ êm dịu, vẻ trong mát, không thích hợp để nói về ba. Con nhớ có lúc đứng bên cạnh mẹ, ba cũng đã từng tự xét rằng ba quê mùa, cục mịch, xấu xí, khô khan, cộc lốc, có gì đáng để nói, phải không ba? Nhưng thật ra con biết rất rõ rằng ba của con hiền lành, dễ chịu và dễ thương lắm. Nếu ba có gắt gỏng với con, chẳng qua cũng vì ba mới đi làm về, chưa kịp tắm rửa, bụng đói, lại mệt mỏi. Nếu vòng tay ba ôm con không được nhẹ nhàng, êm dịu như vòng tay mẹ, thì cũng chỉ vì với hai cánh tay đó, ba phải làm lụng quanh năm suốt tháng để nuôi vợ nuôi con. Nếu nụ hôn ba làm con khó chịu, né tránh, thì cũng chỉ vì ba bận lo kế sinh nhai cho cả gia đình, nên không đủ thời giờ để cạo nhẵn bộ râu, sợi đen, sợi bạc. Nếu giọng nói của ba không được êm mát trong lành, thì cũng chỉ vì sự lao tâm lao lực làm khô kiệt cơ thể và cổ họng ba, để rồi ba chỉ có thể phát ra những âm thanh chát chúa, khàn đục. Nếu ba không có nhiều thời giờ để chăm sóc hay đùa giỡn với con mỗi ngày, thì cũng chỉ vì ba phải cật lực cánh sinh ngoài xã hội để nuôi nhiều miệng ăn trong gia đình. Nếu có lúc con xin tiền hay đòi quà mà ba không cho, thì cũng chỉ vì tiền lương đem về ba đưa hết cho mẹ để mua gạo, ba có giữ một đồng lẻ nào cho ba đâu mà xin với xỏ. Chỉ khi nào mẹ có việc đi vắng vào cuối tuần phải giao con cho ba trông coi, lúc đó cái tình và cái tính của ba mới thực sự là được thể hiện. Con nhớ lúc ấy ba bế con với đôi cánh tay gân cuốc cứng ngắc, ba cố gắng ôm con cho gọn cho nhẹ, vậy mà vẫn không làm cho con thấy dễ chịu được. Nhưng ba đã cố gắng. Phải, con biết ba hết sức cố gắng để ôm con thật dịu dàng mà dỗ con ngủ, nhưng ba đã không thành công. Giọng hát của ba cũng không trong, không nhẹ như giọng của mẹ, mà mạnh quá, lớn quá, lại khàn nữa. Làm sao con ngủ được chứ? Ba lại chẳng biết hát những câu ca dao hay những bản nhạc êm dịu như mẹ, mà lại hát những bản hùng ca, kích động, có khi vừa hát vừa dậm chân như lính diễn hành, khiến con chỉ biết khóc ré lên. Ngủ sao được? Khi ba giỡn, con chẳng biết ba giỡn với con thế nào mà con cứ giật mình và khóc tức tưởi. Mẹ về thì ba mừng rỡ giao con lại cho mẹ. Con cũng mừng như được thoát khổ khi xà vào vòng tay mẹ. Nếu con biết nói thì con đã mét mẹ là ba chọc con khóc suốt thời gian mẹ vắng nhà. Nhưng con không nói, chắc mẹ cũng thừa biết. Mẹ bên con mà cằn nhằn ba, nói ba vụng về, chê ba không biết gì cả. Rồi mẹ ẵm con, dỗ nín, ba chỉ cười chứ không buồn giận gì, mà còn tiếp tục bẹo má giỡn với con khi con đang gục đầu vào vai mẹ. Nếu con lớn hơn, đã biết đi biết chạy, thì sẽ nhẹ nhàng cho ba hơn. Ba có thể khom người làm ngựa cho con cưỡi đi khắp trong nhà. Ba có thể cùng con chơi trò bịt mắt bắt dê, cao bồi bắn súng, hay chơi cút bắt, chơi trốn tìm. Con chơi không biết mệt mỏi, không biết chán. Nhưng ba thì phải mệt mỏi và phải chán, vì ba đi làm suốt tuần, cần có giờ nghỉ ngơi. Và cũng vì tuổi của ba không còn là tuổi để chơi đùa những trò con nít như vậy. Nhưng thương con, chịu con, ba cứ nằm lăn nằm lóc dưới nền đất, cứ cười cứ đùa để làm vui con, để mua được nụ cười của con. Mẹ cho con biết, ba thường nói với mẹ rằng chỉ nhìn con cười là ba quên hết mệt nhọc và những buồn bực mang về từ sở làm. Ba là như vậy đó, không phải suối nguồn, không phải trăng thanh, không phải gió mát, không phải sóng biển rì rào hay tiếng sáo diều di vút giữa chiều êm, nhưng hiền lành, yêu dấu biết bao là ánh mắt, là nụ cười của ba.
Mẹ kể rằng có lúc mẹ bệnh, con cũng bệnh. Ba đi làm về phải săn tay nấu nướng, giặt giũ áo quần, chăm sóc cho mẹ, cho con. Ba nấu cơm thì nồi nhão, nồi sống. Ba rửa chén thì mẻ dĩa, bể tô. Ba ủi đồ thì áo nhăn, quần cháy. Bàn tay chai cứng, sần sùi đó, ba đem ra ngoài để vật lộn với cuộc sống, không thua gì ai. Nhưng về nhà thì cứ lụp chụp lạc chạ, hết hư vật này đến bể vật kia. Vậy đó mà ba cứ cố gắng, cứ dành mà làm để cho mẹ được dưỡng bệnh. Mẹ thở dài, mẹ than phiền, rồi mẹ lại cười với ba. Buổi tối cơn sốt hành mẹ, hành con. Ba ngồi bên giường thức trắng đêm để canh giấc. Mẹ bảo ba đi ngủ để mai có sức đi làm, mà ba không chịu. Rồi ba nắm tay mẹ mà ngủ gà ngủ gật. Mẹ biết sức ba cũng chỉ chịu đựng đến vậy là cùng. Mẹ để yên cho ba ngủ gật trên tay mẹ, chứ không đánh thức ba. Vì nếu gọi ba dậy, ba cũng sẽ không chịu đi ngủ, mà sẽ quyết tâm ngồi đó sáng đêm cho đến giờ đi làm. Nhưng cái vụng về và sự thiếu nhẫn nại nói trên của ba đâu phải là cái đáng trách. Mẹ đã không che giấu con khi nói rằng mẹ thương ba nhiều thêm cũng vì những cái buồn cười đó của ba mà thôi. Con cũng thấy vậy, con thấy hình như khi nghĩ đến ba, con đã thương nhớ hai bàn tay lóng cống vụng về của ba nhiều nhất. Không ai trách được và cũng không ai quên được cái vụng về của một người lúc nào cũng muốn đem hết cuộc đời mình ra để bảo vệ, che chở và giành lấy những công việc nặng nhọc trong nhà để vợ con được thảnh thơi. Ba là như vậy đó. Nơi ba không có sự tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo, bén nhạy, tế nhị, mau mắn, nhẫn nại. Nhưng ngọt ngào, tình cảm làm sao là đôi tay, là cử chỉ của ba. Người ta nói mẹ đã gánh hết công việc nuôi con, dạy con, từ thuở mang thai cho đến khi con khôn lớn trưởng thành. Mẹ gần gũi bồng ẩm cho con bú, truyền hơi ấm cho con, lắng nghe và tìm hiểu những nhu cầu của con, cho nên tính ý của con mẹ biết hết, hiểu hết. Muốn biết gì về con thì người ta hỏi mẹ, người ta có hỏi ba thì ba cũng chỉ cười mà quay qua mẹ, làm như là ba không hiểu gì về con hết vậy. Nhưng khi chẳng có con ở nhà, đã có lần ba buộc miệng nói với mẹ, con nó thích bài hát này lắm, hay nó khoái bánh này nhất hạn. Ba đâu cần hiểu gì nhiều về con, phải không ba? Nhưng cái gì con thích thì ba biết. Lòng thương con của ba nằm ở chỗ đó, biết con thích cái gì. Sự hiểu con của ba cũng chỉ nằm ở đó, biết con yêu cái gì. Ba sung sướng nhìn con có được cái gì con thích, con yêu. Đơn giản như vậy thôi. Khi con phải đi xa, mẹ luôn miệng nhắc, mẹ con gần của nhau, hằng ngày hằng giờ đã quen hơi nhau, quen tiếng nhau, quen ánh mắt nhau. Bây giờ xa nhau mẹ chịu không nổi, lòng mẹ đau như cắt. Còn ba, ba không nhắc gì về con hết, mà chỉ lo an ủi, làm nguôi ngoay mẹ, làm như thế ba không nhớ không thương gì đứa con xa nhà hết vậy. Nhưng rồi khi mẹ bận bịu nấu cơm hay may giá, ba đứng tựa cửa khoanh tay, nhìn ra đầu ngõ, nhìn xa xa, nhìn tận cuối đường. Có khi ba lại nhìn lên trời, thấy ai đi ngang ba cũng giật mình, ngỡ là con về. Mẹ có hỏi tới có phải ba nhớ con không thì ba lắc đầu ngoài ngoại. Vậy chứ ba mong ngóng ai? Ba đừng giấu con, mà ba cũng không giấu được mẹ đâu. Làm sao ba có thể quên được đứa con từng chơi bắn súng nước với ba, từng cởi trên lưng, trên cổ ba thuở nào, phải không ba? Ba của con là như vậy đó. Ba không biết lời nào để nói về con, ba chỉ im lặng hoặc nói rất ít và cười. Nhưng đáng yêu làm sao là dáng điệu và những câu nói ngắn ngủn của ba. Khi con còn nhỏ, ba thường bảo, con có hiếu làm cho ba chuyện này. Có khi ba hô lớn, đứa nào có hiếu giơ tay lên. Bầy con trẻ nhao nhao giơ tay giành lấy việc làm ba sai bảo để có được chữ hiếu.
Dù vậy, làm sao bầy trẻ chúng con khỏi có lúc lầm lỗi với ba mẹ? Mẹ cưng con thì ba phải nghiêm khắc, cả ba lẫn mẹ đều nghiêm khắc thì tội nghiệp cho con. Mà bắt ba lúc nào cũng phải nhận lấy phần nghiêm khắc để dạy con thì cũng tội nghiệp ba nữa. Không phải đã có lúc ba phạt đòn con mà ba ứa nước mắt đó sao? Ba phạt con để mẹ dỗ, ba cũng thèm dỗ con lắm mà phải nhịn. Rồi cuối cùng thì ba cũng đến ôm con, hôn con, dỗ dành thì mới yên được trong lòng. Bao nhiêu lần lầm lỡ có khi tưởng như không thể được ba tha thứ, nhưng thương con, nghĩ con còn bé bỏng, ba xí xóa hết. Và chữ hiếu đó ba vẫn cứ cho con hưởng, không bao giờ rút lại. Ba luôn tin tưởng con của ba lúc nào cũng hiếu thảo. Vậy mà khi lớn khôn, chúng con mỗi đứa mỗi tính ý, chạy theo tình cảm riêng tư, chạy theo những gì mình thích, không làm vừa lòng ba mẹ được. Chữ hiếu khi xưa dành nhau bằng những việc nhỏ, bây giờ mạnh ai nấy giữ, mạnh ai nấy báo đền bằng khả năng và cơ hội to lớn hơn mà vẫn không sao đền đáp nổi. Nhưng ba mẹ không bao giờ nuôi con mà nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ được báo đáp. Chữ hiếu dạy cho con là để con không lỗi đạo làm người, và cũng vì ba mẹ tin rằng chữ hiếu sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho chính đứa con ấy. Nay đứa theo chồng, đứa theo vợ, trong đó có đứa hoàn toàn làm trái ý ba mẹ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Buồn lòng, ba mẹ phải lên tiếng từ con. Nhưng có ai đi cắt miếng ruột của mình mà không thấy đau? Con là ruột là rà của ba của mẹ, dù có lấy chồng lấy vợ, thành cha thành mẹ, cũng vẫn cứ là miếng ruột của ba mẹ mà thôi. Con bỏ nhà đi rồi, lại thêm cha mẹ từ bỏ, khiến cho xa thêm vạn dặm, khó mong quay về. Mà ba mẹ từ con, lòng ba mẹ có yên đâu? Ba mẹ quay quắt đêm ngày nhớ thương đứa con khờ dại. Ừ, đứa con thơ dại, bây giờ đã 20, 30, 40 tuổi, nhưng ba mẹ vẫn cứ thấy nó còn thơ dại. Những đứa ba mẹ vui vẻ cho phép ra đi thì không nói, chúng yên lòng sống bên chồng bên vợ, khi nào rảnh rỗi thì về thăm. Nhưng đứa con khờ dại thì tội nghiệp lắm, đáng thương lắm, vì nó lỡ được dạy cho chữ hiếu từ thuở còn bé, nên bây giờ bỏ cha bỏ mẹ mà đi, nó cũng quay quắt đêm ngày như cha mẹ nó vậy. Ba mẹ hy sinh quen rồi, cực khổ quen rồi, ba mẹ có thể chịu đựng được. Nhưng đứa con mới lớn, hãy còn thơ dại bé bỏng trong mắt ba mẹ, làm sao có thể chịu nổi? Ba mẹ có biết nó sẽ khóc thầm mỗi đêm vì nghĩ là mình bất hiếu. Ba mẹ biết nó sẽ rây rứt khôn nguôi vì đã cãi lời ba mẹ. Như vậy thì dù cho chồng cho vợ nó có là người hoàn toàn tốt đẹp đi nữa, cũng không sao tạo được hạnh phúc trọn vẹn cho nó. Nghĩ vậy mà ba mẹ không yên lòng được. Mẹ thúc ba hãy tha thứ. Ba suy nghĩ, đàn ông con trai nói một là một, hai là hai, rút lời thì không phải là người lớn, rút lời thì con nó tưởng mình sai nó đúng, hay mình dạy nó khôn. Phải dứt khoát, phải cứng rắn. Miệng ba nói mạnh như vậy, nhưng rồi đêm đến, khi nằm trên giường, ba gác tay lên trán, nhớ đứa con đã từng cưỡi trên lưng trên cổ mình. Ba nhớ tiếng cười khanh khách hồn nhiên của nó. Ba nhớ thương từng lọn tóc, từng ngón tay, từng ngón chân nó. Ba tưởng chỉ có mẹ mới nhớ đến từng chi tiết cơ thể của con. Nhưng bây giờ ba mới biết là ba cũng nhớ đến con cùng một cách y hệt như mẹ vậy. Đứa con đó dễ thương quá, và hãy còn khờ dại quá. Không thể nào để cho đứa con khờ dại phải đau khổ vì nghĩ rằng ba mẹ và gia đình không còn thương nó nữa. Người ta nói đúng, con trẻ mà thiếu tình thương thì không lớn khôn lên được. Phải cho nó thấy cái tình thương bao la không bến bờ của ba mẹ để nó có thể khôn lớn lên. Phải cho nó hưởng trọn vẹn tình thương vô hạn của cha mẹ để nó được sung sướng. Nó nghĩ cha mẹ nói dài cũng được,
Nó nghĩ cha mẹ chịu thua nó cũng xong. Hãy tha thứ nó, hãy mở rộng vòng tay cho nó được trở về. Vậy là ba mẹ đi tìm con, nhắn con về. Con còn sợ, còn nghi ngại, chưa dám về, thì ba mẹ gửi thư, gửi hình, gửi quà cho nó yên tâm. Đứa con quay về, ba mẹ ôm hôn con, không nhắc chuyện cũ. Nhất là ba, ba ít nói, bây giờ cũng chỉ ôm và nói với con một câu thật ngắn: con thương của ba. Những lời ngắn ngủ như vậy có vẻ như muốn giải tỏa mặc cảm cho con. Con đừng gây rất đau khổ nữa, con không bất hiếu đâu. Đứa con bất hiếu đâu có biết gây rất buồn đau khi cãi lời hay xa cách cha mẹ, phải không con hiếu của ba? Ba của con là như vậy đó, cứng rắn, nghiêm nghị, đôi khi cộc cằn, nóng nảy. Nhưng khi ba cần phải nói những lời yêu thương, thì lời của ba làm cho con chỉ biết nghẹn ngào mà khóc. Ôi, bao dung làm sao nghĩa cử của ba? Có lẽ con đã làm cho ba không được vui, vì lâu nay ba không thích nói hay nghe nói nhiều, nhất là về những điều sâu kín của tâm hồn ba hay những lời có ý xưng tụng ba. Nhưng ba hãy cho con nói những lời sau cùng này. Vâng, con sẽ cố gắng không nói gì nhiều. Con chỉ muốn nói rằng con đã nhìn thấy ba, cảm nhận được tình thương và sự hy sinh của ba qua những cử chỉ, những lời nói ngỡ như ít thân tình mà thực thì đầy ắp yêu thương. Con cũng muốn nói rằng có những điều tưởng như là chuyện riêng của ba, nhưng thực ra lại bao hàm tất cả ý nghĩa hạnh phúc của gia đình chúng ta, trong đó có hạnh phúc của mẹ, của anh chị em chúng con nữa. Những điều ấy đáng ra không cần phải nói, mà chỉ cần lặng lẽ cảm ơn ba trong tận cùng đáy lòng. Nhưng mẹ nói rằng ba hiếm khi bộc lộ cảm xúc của ba, nên ba cũng ít có cơ hội hiểu được những gì người khác giữ trong lòng. Cho nên con phải nói: ba ơi, rằng ba đã chọn lựa và trao tặng con một người mẹ tuyệt vời mà không ai có thể thay thế được. Ngoài ra, con cũng không sao quên được rằng qua bao cuộc đổi dời biến động của cuộc sống, tình yêu của ba dành cho mẹ con lúc nào cũng tràn đầy, thủy chung, chỉ có tăng thêm chứ không vơi cạn. Trong tương quan tình cảm gia đình, đó không phải chỉ là chuyện riêng của ba mẹ, mà còn là điều rất hệ trọng, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời chúng con. Thương mẹ, ba dâng cả cuộc đời cho mẹ. Thương con, ba hy sinh cả một đời vì con. Sự có mặt của ba như vậy, tình thương yêu của ba như vậy, còn có lời nào xứng hợp, đẹp đẽ và đầy đủ hơn để con có thể trải hết niềm hiếu kính và lòng biết ơn vô hạn của con? Con người đề nghị khi cài hoa hồng hay hoa trắng để tưởng nhớ mẹ, thì cũng nên cài thêm một cánh hoa lớn đặc biệt dành cho ba. Vì ai cũng biết, không phải chỉ riêng mẹ mới đem lại sự có mặt của con trên cuộc đời. Người ta đề nghị rất hay, nhưng con biết ba sẽ không thích điều đó. Vậy con sẽ nói với mọi người rằng không cần phải dành cho ba một cánh hoa nhân ngày báo hiếu như người ta đã làm như vậy đối với mẹ. Và nếu người ta hỏi đâu là hình ảnh, là biểu tượng người cha trong ngày báo hiếu, con sẽ nói nhỏ với họ rằng khi mẹ là hoa hồng đỏ thắm thương yêu, hay là hoa trắng thanh cao tỏa hương ở một cõi lạ nào khác, thì ba vẫn luôn là lá, là cành, là cuốn hoa nâng đỡ bước chân mẹ. Sự có mặt của ba trên cuộc đời không phải là để góp hương góp sắc cho vườn hoa thương yêu, mà để bảo bọc che chở và làm phát tiết những đóa hồng xinh đẹp trong vườn hoa thương yêu ấy. Nơi nào có mẹ thì nơi đó có ba, cũng như nơi nào có hoa thì nơi đó có lá vậy. Ba ẩn đằng sau, ba nép phía dưới, lặng lẽ mờ nhạt, nhưng là tất cả tinh hoa tiếp sức cho nguồn hạnh phúc của mẹ, mà cũng là tất cả ý nghĩa cao đẹp cho mạch sống đời con. Trên ngực áo con hôm nay lại có thêm một đóa hoa hồng rực rỡ, tươi thắm, nổi bật lên giữa những chiếc lá xanh đơn sơ thầm lặng. Con thấy nụ cười bao dung và hiền hòa của ba còn mãi, động mãi trên ấy. Ba ơi, ba ơi,
dù cách biệt ở một phương trời nào, ba cũng nghe những lời thương yêu vụng dại này của con. Ba nha. Mẹ tôi, tác giả Thích Nhật Quang, trích trong quyển Núi Thái Bên Nguồn. Năm vừa 7 tuổi, từ lời nguyện của cha mẹ, tôi được đưa vào chùa. Và tôi nhớ không lầm, năm tròn 3 tuổi, cha tôi mất. Mẹ tôi khóc hết nước mắt cho sự mất mát này. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau thương của cuộc đời. Nghe mẹ kể lại, ngày mấy chị em đắp mộ cho cha, tôi lò dò bới ra và kêu cha dậy, khiến cả nhà không ai cầm được nước mắt. Riêng mẹ âm thầm trước nỗi bi thống lớn lao đó, nên đã câm lặng, không còn khóc nổi nữa. Mẹ như chiếc bóng uất nghẹn, lẻ loi đứng ngồi một mình. Chỉ có di ảnh cha lung linh hiển hiện trước mặt mẹ, hiểu cho mẹ cái nghĩa thương yêu phải xa lìa. Cha tôi mất trong lúc đất nước lâm vào cảnh chiến tranh khốc liệt, nghèo khổ ập xuống số phận những người dân vô tội. Nhà tôi ở trong quê, nghèo lại thêm nghèo. Mẹ tôi phải làm thuê làm mướn, lo lắng gia đình thật gian nan khổ sở. Và hình ảnh đã để lại cho tuổi thơ của tôi một dấu ấn khó phai nhất. Đó là lần mẹ bị người ta đánh đến mềm mình, máu chảy đầy người, rồi nhốt suốt ngày. Cha mất, tôi còn bé thơ, mấy chị yếu đuối, em nhỏ còn vòng trên tay, họ hàng chẳng một ai giúp đỡ. Biết mẹ tôi sức yếu thế cô, những kẻ nhẫn tâm tha hồ ra oai tác quái, hiếp đáp mẹ con tôi. Lúc ấy may nhờ tiếng khóc đòi bú của em tôi, mẹ mới được thả ra. Máu và nước mắt hòa lẫn trong bầu sữa mẹ, tất cả đều vì con. Mẹ ơi, suốt đời con sẽ không quên được hình ảnh này đâu. Rồi thời gian qua đi, tôi lớn lên trong chùa và luôn nghĩ nhớ đến mẹ, vẫn tảo tần, vẫn năm tháng khom lưng cúi mặt, vẫn vì con mà mẹ bất khuất không ngã gục trước số phận của mình. Cũng vì vậy mẹ đưa tôi vào chùa, thà người chịu khổ một mình chứ không muốn con bị khổ, bị người ta ăn hiếp. Nhưng mẹ tôi đâu có biết, mỗi lần nhớ tới người, ruột tôi lại quặn đau. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Lần ấy, tôi đang ở trong một học viện Phật giáo. Bấy giờ mẹ từ trên quê tìm xuống thăm. Thấy từ xa, tôi mừng quá, đi như bay về mẹ. Hai mẹ con gặp nhau, nghẹn nghẹn, rồi dẫn ra ngoài ngồi. Mẹ chậm rãi rút trong giỏ một gói lá chuối đưa cho tôi. Dở ra, mấy củ khoai từ còn ấm ấm. Mẹ nói nhỏ, ăn đi, khoai má trồng đó, nhà không có gì, má luộc mấy củ khoai đem theo, con ưa khoai. Tôi cầm củ khoai trên tay chết lặng, nước mắt lưng tròng. Sợ mẹ thấy, tôi nuốt nước mắt vào trong, nói cười cho qua, nhưng vẫn không giấu được người. Hồi lâu tôi hỏi, lúc này má làm gì? Thì cũng làm mướn, ai kêu gì làm nấy. Nhớ con quá muốn đi thăm, má phải làm cỏ thêm mấy ngày cho người ta mới đủ tiền đi xe. Nói xong, chợt nhận ra như lỡ lời, mẹ giả sang chuyện khác. Nhưng tôi đã nghe và không thể nào quên. Là con trai, tôi biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nhưng đã vào chùa theo nguyện vọng của mẹ, tôi đành khoanh tay cúi mặt. Khóc là yếu đuối, nên tôi bất động bên cạnh mẹ. Nhưng thực sự từ đáy lòng, mẹ ơi, người đến rồi đi, để lại cho tôi niềm thao thức thâu canh. Đêm ấy không sao ngủ được, bật dậy tôi viết bài thơ khá dài. Bây giờ lâu quá chỉ nhớ có một đoạn. Mẹ ơi, con thương mẹ thật nhiều, thương bằng tình mẹ với con yêu. Công cha nghĩa mẹ con đầu đội, biết có đền bù thuở chắc chiêu. Thôi,
viết đến đây có lẽ tôi không nên nhắc thêm nữa về những chuyện đã qua. Mộng mà chi. Đến bây giờ tôi chợt hiểu, có những giai thoại rất riêng trong cuộc đời mình lại là cái chung của kiếp người. Đó là nhân sinh khổ. Nhưng tất cả không ngoài lý nhân duyên. Nhân duyên gì tôi làm con mẹ tôi? Nghiệp quả nào mẹ khổ con côi? Tất cả sự thăng trầm trong đời đều có nguồn tắc của nó, chỉ tại ta không đủ mắt sáng để thấy thôi. Quả thật Đức Phật cao minh lắm, nên Ngài thương chúng sanh vô cùng. Ngài dạy, hận thù nên mở không nên kết. Muốn hết khổ thì đừng tạo nghiệp nhân khổ. Muốn an vui thì đừng buông thả ba nghiệp của mình. Lắng lọc tất cả cặn bã xấu, hình thành thật đầy đủ công đức trí tuệ. Đấy là gốc diệt khổ, là nền tảng an vui. Vì vậy, thuở còn tăng sinh, tôi đã viết hai câu thơ trên đầu giường để tự răn nhắc mình. Đường đời vạn lối muôn sầu khổ, kiên chí ngày đêm nhẫn nhịn nhường. Có lẽ cũng nhờ chút chủng duyên Phật Pháp nên mẹ đã cho tôi vào chùa. Để từ đó cả cuộc đời tôi gắn bó thấm nhuần nếp đạo. Và sau này, theo bước chân tôi, mẹ được trở về với ngôi Tam Bảo. Tôi cũng nghe an ủi phần nào. Cứ mỗi lần nhìn mẹ ngồi thảnh thơi lần tràng niệm Phật là tôi cảm thấy từng hạt công đức sáng ngời là gia tài của mẹ để lại cho tôi. Lại mẹ, con hướng về tình mẹ, một thứ tình ban cho mà không bao giờ lấy lại. Con sống bằng tình thương của mẹ, và con đường con đi hiện nay là con đường rộng thênh thang mẹ chọn. Mọi thứ vị kỷ buộc ràng được dứt lại sau lưng. Mẹ ơi, phước duyên của mẹ con mình là vậy. Mẹ đã sống và sống trọn vẹn cho con. Con trân trọng sự hy sinh cao cả của mẹ. Trên cuộc đời này chắc không còn nơi nào để chúng con nương tựa trú ẩn bằng tấm lòng của mẹ, bằng cuộc đời của mẹ. Với thâm tình thiêng liêng cao khiết đó, không làm sao chúng con đền trả hết công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Phật dạy, muốn báo đáp thâm ân sông đường, chỉ có một cách duy nhất là tu đạo, sáng đạo, chứng đạo mới có thể độ mẹ cha thoát khỏi trầm luân sanh tử. Con nguyện ghi nhớ và vâng lời Phật dạy. Từng phút con cầu mong mẹ làm chủ được thân bệnh lúc tuổi già, sống lâu bên con, dưới bóng thầy, để hạnh phúc này của con được kéo dài trọn vẹn. Một lần nữa cho con được gọi hai tiếng mẹ cha như tiếng kêu đầu đời của trẻ thơ, mà cũng là tiếng gọi sau cùng của đời người. Để trên một khoảng đường con còn có mặt giữa cuộc rong chơi này, con biết rằng con có mẹ, và mẹ mãi mãi là điểm tựa của đời con. Mẹ ơi, trong con luôn có mẹ. Hình hài này của mẹ cho con, trong tim, nhịp thở, trong tất cả, cho mãi ngàn sao mẹ vẫn còn. Con là Bồ Tát, tác giả Vĩnh Hảo. Viết thay những người làm cha mẹ, và để tặng những thiên thần bé nhỏ trên đời. Tiếng gọi của lòng từ. Cơn trốt tàn nhẫn quét ngang cánh đồng trống, ngang qua những trống, ngang qua những căn nhà gỗ mong manh, xoáy mạnh và bốc lên cao những người, thú, đất đá và cây cối, rồi vô tình thả xuống lại trên những đồng cỏ và mặt đất xác xơ. Trốt qua rồi, không còn gì nguyên vẹn, trên những dặm vuông dài là hoang tàn, đổ nát. Con người ở đời này vẫn thường phá hoại như vậy. Chỉ vì những cái tên, người ta vô tâm, lạnh lùng hãm hại và làm tổn thương kẻ khác. Cái tên đối với một số người lớn không đơn thuần là cái tên để gọi
và để phân biệt giữa người này với người nọ, mà trở thành mục tiêu để theo đuổi những thành quả ở đời, đến nỗi có thể dẫm đạp lên sự thật, đánh mất niềm tin về nhân quả, vô ân, bạc nghĩa, và không còn lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ của con người. Con của ba mẹ không như vậy. Con không có khái niệm gì về một cái tên và giá trị phân biệt nào của nó. Khi gọi, ba ơi, mẹ ơi, con gọi với lòng thương yêu và nhu cầu thương yêu của con. Tiếng ba, tiếng mẹ không phải là những cái tên mà là những ký hiệu của thương yêu. Mỗi lần nghe con gọi, ba, ba ơi, hay mẹ, mẹ ơi, ba mẹ rung động cả tâm can. Dường như trọn vẹn cả hồn và xác ba mẹ đều được đánh thức dậy bởi tiếng gọi đó của con. Tiếng gọi đầu đời của con là tiếng gọi của lòng thương yêu, niềm trắc ẩn. Dù tâm hồn của ba mẹ có băng giá đến đâu, dù ba mẹ có là những người vị kỷ sống trên đời không làm lợi ích cho ai, nhưng nghe tiếng con gọi là tất cả lòng thương yêu được trỗi dậy và tính vị kỷ liền tan biến ngay. Tiếng gọi của con chẳng khác gì ban cho ba mẹ niềm vui và lòng thương tưởng đến kẻ khác. Con đã nhắc nhở ba mẹ thế nào là lòng từ bi, con có biết không? Khoan dung, tha thứ. Người ta thường có khuynh hướng tự tha thứ, dễ dàng xí xóa cho bản thân nếu làm phải điều lỗi lầm gì, nhưng lại quá khe khắt, quá cố chấp đối với những lỗi lầm của kẻ khác. Có khi chỉ vì một vài lỗi nhỏ mà những người thương nhau đã không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài, hoặc vĩnh viễn xa nhau. Có khi vì những sai lầm của ai đó, người ta giận ghét lây đến nhiều người khác. Có khi lỗi lầm của thế hệ trước lại trút những hậu quả hận thù và khổ đau đến nhiều thế hệ sau. Có khi đã tỏ ý ăn năn và xin lỗi về những sai lầm đã phạm, không tái phạm về sau, vẫn bị người đời đay nghiến, nguyền rủa và nhắc tới nhắc lui suốt đời. Có khi miệng nói xin lỗi mà lòng chẳng ăn năn, việc sai lầm cứ lặp lại, từ sai lầm nhỏ tiến đến những sai lầm trầm trọng hơn, thương tổn đến nhiều người, nhiều thế hệ khác. Người ta dễ dàng kết án, luận tội, phán xét về lỗi lầm của kẻ khác, không khoan dung tha thứ cho ai, ngoại trừ cho chính bản thân. Con của ba mẹ không như vậy. Trong khi ba mẹ luôn la trách điều chỉnh những điều con làm không đúng, thì con luôn luôn là người lắng nghe, sửa đổi. Những điều gọi là lỗi lầm mà ba mẹ dạy con, yêu cầu con đừng tái phạm, chẳng qua là gì không đúng với ý của ba mẹ và xã hội. Ba mẹ đã lấy đi sự hồn nhiên trong trắng của con bằng những hình phạt, không cho ăn, không cho chơi, giới hạn những điều con thích. Có khi là phạt đòn, dù chỉ là những đòn khẽ nhẹ nhàng, để cho con phải khóc, phải giận. Nhưng liền sau đó, con đã vui đùa trong thế giới hình tượng và đồ chơi của con. Dường như sống ở đời này, ba mẹ nào cũng cho rằng mình không có lỗi và chưa hề biết xin lỗi ai, huống gì xin lỗi con. Ba mẹ chỉ biết dạy con phải chịu lỗi và vòng tay xin lỗi. Ba mẹ chưa kịp tha thứ cho con thì con đã biết tha thứ cho ba mẹ. Con không bao giờ giữ lâu trong lòng những điều bất mãn, không như ý. Con không bao giờ để tâm về những sai lầm và các hành vi quá đáng của ba mẹ hay của người khác. Chung quanh con, trước mắt con là thế giới thơ mộng, đẹp đẽ, đầy những điều kỳ diệu và khám phá mới. Con khóc đó, nhưng rồi con cũng cười đó. Nụ cười ngây thơ rạng rỡ của con, ánh mắt trong veo của con, bàn tay thiên thần nhỏ nhắn của con, tất cả những thứ ấy đã xoa dịu và đánh tan đi những ưu tư phiền muộn của ba mẹ. Con đã nhắc nhở ba mẹ về lòng khoan dung tha thứ, con có biết không?
Buông xả. Thế giới người lớn thường bày vẽ những trò chơi quyển mị. Từ ngàn xưa đến ngàn sau, người ta hăm hở mong được trưởng thành sớm để thực hiện những hoài vọng, cao vọng, tùy theo sở thích và khả năng, khuynh hướng và địa vị, chọn lựa những lý tưởng và mục tiêu riêng hay chung cho cá nhân hoặc cho những tập thể cùng quan điểm hay lối sống, cùng tôn giáo hay đảng phái, cùng quốc gia hay sắc tộc, để rồi ức hiếp, chèn lấn, cạnh tranh, đầy đọa, giết hại lẫn nhau. Nhân danh những đấng thiêng liêng, những nhà lãnh đạo tối cao, những chính nghĩa cao tột, con người tự cho mình quyền hạn cướp đoạt sở hữu và mạng sống của kẻ khác, tất cả những tham vọng thâm căn cố đế của lịch sử loài người từ nhiều thế hệ di truyền và tiếp nối nhau, kết tập thành một cộng nghiệp bao trùm thế giới, tác động lên toàn bộ cuộc sống của người xưa, người nay. Trong cái khung kiên cố trói chặt cuộc đời với hỗn loạn, đấu tranh, bất an và thống khổ, con người tuần tự sinh ra và lớn lên, không thắc mắc hoài nghi về ý nghĩa đích thực của cuộc tồn sinh này. Bên dưới những bàn thờ, bàn hợp, bàn tiệc, bàn làm việc, bàn cân, bàn toán, bàn cờ là những bàn đạp để con người ngói mình lên, dìm kẻ khác xuống. Lên bền trong vũng lầy trần gian là những âu lo, hãi sợ, trăn trở, thao thức, bất đắc chí, hy vọng, thất vọng và phiền não triền miên. Con của ba mẹ không như vậy. Con có mặt không phải để tôm góp, chiếm hữu. Những gì ba mẹ sắm sửa và ban tặng con, muốn con hiểu rằng đó là những sở hữu của con. Con không bao giờ nắm giữ, bám chặt. Đối với áo quần, giày dép, đồ chơi, ba mẹ cố gắng dạy con sự phân biệt để cân nhắc lợi hại, hơn thua, đắt rẻ, nặng nhẹ. Nhưng trong mắt con, tất cả cũng chỉ là những món vật bình đẳng, không hơn không kém. Con có thể cầm nắm, hân thưởng và giữ làm của riêng trong một thời gian ngắn, nhưng rồi con cũng buông bỏ tất cả. Điều quan trọng nhất trong đời con chỉ là nụ cười của ba mẹ và những người chung quanh. Con chỉ cần được thương và trao gửi tình thương của con. Thế giới của con không có sự cạnh tranh, không có những nỗ lực để chiếm hữu, cho nên cũng không có những phiền muộn tân toan. Một ngày vui chơi, đêm về nằm nghe kể chuyện và đánh một giấc ngủ vô tư vô lự. Con đã nhắc nhở ba mẹ về sự buông xả. Con có biết không? Ban tặng. Khi không thể hoàn thiện phẩm cách của chính mình, người ta thích soi mói lỗi lầm, khuyết điểm của người khác. Dường như nói lên điều dở của ai đó sẽ khiến người ta thấy mình tốt đẹp hơn. Thói quen này không sửa đổi được gì cho người khác. Nếu thực sự là họ có những khiếm khuyết mà cũng khó để cải thiện nhân cách của mình. Nó khiến người ta thù ghét, ganh tị thay vì thương yêu, đố kỵ ghim gút thay vì vui vẻ tha thứ, cố chấp khư khư thành kiến thay vì bao dung buông xả. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của thế giới người lớn thường đi theo vết mòn hướng ngoại. Thấy cái sai khuyết của người, chê bai châm biếm điều lỗi của người, cạnh tranh với người khác để mình được trội hơn. Tưởng như vậy là đóng góp xây dựng cuộc đời, mà kỳ thực chỉ là những vọng động của bản ngã, chỉ mang lại xung đột và phá hoại. Kinh nghiệm của các bậc hiền trí cho thấy sự cải thiện nào cũng phải bắt đầu từ nội tâm, từ chính mình. Sửa đổi mình trước khi góp ý cải cách xã hội, sửa đổi con người. Chúng ta không thể sửa đổi kẻ khác điều mà chúng ta không thể sửa đổi. Có lần con đang ngồi xếp các ô hình bỗng ngừng lại, ngước nhìn ba. Con nhìn ba thật lâu. Ba biết, nhưng ba vẫn phải cắm cúi làm việc. Con đã đến bên ba, níu lấy tay ba. Ba ơi, chơi với con. Ba nhăn mặt nhíu mày. Ba đang làm việc con không thấy sao? Lúc đó ba nghĩ con ích kỷ, chỉ biết dòi dĩnh, bắt ba phải ngưng việc để chơi với con.
ba có ý thầm trách con. Nhưng con vẫn nài nỉ, ba đừng có làm việc nữa, ba chơi với con đi. Ba bắt đầu bực bội, nói giọng không được nhẹ nhàng với con. Ba cần làm xong việc này trong ngày hôm nay, con chơi đi. Con không chịu thua, dạt hai tay ba sang hai bên, lèn vào ở giữa, chắn ngang ba và bàn phím. Ba chơi với con đừng có làm việc nữa mà. Ba gần phát cáo. Con đừng có như vậy, để ba làm việc. Khi nào xong, ba sẽ chơi với con. Nhưng ngay sau câu nói đó, nhìn đôi mắt khẩn khoản và đầy tình thương của con, lòng ba lắng xuống, lời ba dịu lại. Con muốn chơi gì? Hai bàn tay nhỏ nắm lấy hai cổ tay ba, con cố sức kéo ba ra khỏi bàn làm việc. Ba miễn cưỡng theo con, rời thế giới của người lớn. Ba hỏi lại, con muốn chơi gì đây? Trốn tìm vật lộn hay cưỡi ngựa? Con tròn mắt nói, ba mở nhạc lên, mình nhảy. Ba hơi khựng lại, lại hỏi, nhạc nào, con thích bài nào? Con chỉ vào cái máy hát. Ba bấm lên đi, nhạc đó. Ba quẩy quẩy bước đến máy, bấm. Nhạc lên, con níu lấy tay ba hét lớn, nhảy, nhảy, ba nhảy đi. Rồi không chờ ba nhảy, con nhảy trước làm gương. Bước nhảy, điệu bộ đôi tay và đôi vai của con không theo bất kỳ thể điệu nào của các điệu nhảy thông thường, chẳng phải cha-cha-cha, bebop, slow, soul, tango, disco hay hip-hop, chẳng phải điệu nào của thế giới người lớn. Nhịp nhàng theo nhạc, con bước những bước nhẹ như mây, đôi tay như đôi cánh múa lượn uyển chuyển. Ba sững sờ nhìn con trong giây phút. Chưa bao giờ ba cảm nhận nhạc điệu và bước nhảy hòa quyện với nhau kỳ diệu, bất phân như con đang trình diễn. Con học từ đâu? Ba tự hỏi. Không từ đâu cả. Không phải cái gì hay thì đều học từ người lớn. Con chỉ biểu hiện thể cách của một thiên thần, không có định kiến, không có những nề nếp và thói quen, không có những công thức và khuôn khổ của thế giới người lớn mà ba kinh qua. Ba cố gắng bước theo con, nhưng chỉ là những bước vụn về, nặng nhọc. Ba nghĩ ba có thể như nhà văn nọ, nơi bãi biển lộng gió, ở tận cùng của tuyệt vọng mất mát, học nhảy từ Joba, con người ngang tàn lịch lãm, nhân vật chính trong tác phẩm của Nikos Kazantzakis. Nhưng ở đây, ba không thể học bước nhảy của thiên thần. Điệu nhảy của con không thông qua trường lớp nào, con người nào. Con vừa nhảy, vừa cười rạng rỡ, đôi khi có vẻ chìm đắm lặng lờ trong tiết điệu. Từ bản nhạc này lại tiếp qua bản khác, con nhảy liên tục. Nhạc điệu nào con cũng có cách biểu đạt riêng của con. Hết đĩa nhạc, ba ngồi bệt xuống sàn, im lặng ngắm nhìn con. Nài nỉ ba mở đĩa nhạc khác không được, con nhào tới giật ba xuống, đùa giỡn cù lét. Chúng ta chơi với nhau như con nít đồng trang lứa. Mệt mỏi, đổ mồ hôi, con nằm lăn trên sàn nhà, mỉm cười nhìn ba một lúc, rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ba hiểu rằng con rủ ba chơi đùa không phải vì con, mà vì ba. Con thương ba sao cứ ngồi cặm cụi làm việc với dần trán nhăn nhíu. Con thương ba không biết thư giãn vui đùa. Con thương ba không biết thỉnh thoảng dừng lại hát lên những bản nhạc mình thích, hoặc chỉ nghe nhạc và nhảy. Con đã ban tặng ba những gì ba không có hoặc đã quên lãng. Gần một giờ đồng hồ buông hết công việc, múa nhảy và chơi đùa theo con, ba nghiệm ra rằng nhiều khi người lớn tưởng là không có gì để ban tặng cuộc đời, thì thực ra ai cũng đều có một điều gì đó tốt đẹp để ban tặng. Những việc nghĩ là không thể buông xả đều có thể buông xả. Những gì tưởng là không thể tha thứ đều có thể tha thứ. Những ai mình tưởng là không thể thương yêu đều có thể thương yêu. Một thiên thần 3 tuổi như con, rồi đây sẽ được ba mẹ, học đường và xã hội dạy cho chữ nghĩa, con số, màu sắc, âm thanh, hình tượng, mùi vị,
cách đo lường, tính toán, phân biệt, suy tưởng, phân tích, kết luận. Để rồi con sẽ trưởng thành như một người lớn trong số hàng tỷ người lớn đã sinh ra và mất đi trên cõi đời này. Người lớn thường tự hào hãnh diện về những thành tựu của họ để dựng nên nền văn minh kỹ thuật hiện đại. Nhưng họ không bao giờ thực sự hạnh phúc bởi vì họ không bao giờ biết thương yêu, tha thứ và buông xả. Cho nên, nếu một ngày nào con học được từ đâu đó sự vinh danh cha mẹ là những vị Phật, thì con nên hiểu rằng đó chỉ là ẩn dụ đầy ấn tượng để nhắc nhở những người con kính yêu và tri ân bậc sinh thành của mình, đồng thời cũng nhắc nhở những người lớn phải biết học từ thế giới hồn nhiên của trẻ con lòng thương yêu, tha thứ và buông xả. Nhìn lại chặng đường đã kinh qua, với tâm tư, ý chí và những hành xử rập khuôn theo ước lệ của gia đình và xã hội, chỉ khiến gây thêm tranh cãi, hỗn loạn và khổ đau cho cuộc đời. Ba mẹ tự thấy không xứng đáng là những vị Phật. Danh hiệu Phật phong tặng những người không toàn đức toàn trí, chỉ khiến ba mẹ thêm xấu hổ. Nhưng con, thiên thần tuyệt vời của ba mẹ, con đã vô tư trao đến ba mẹ những bài học về các phẩm tính cao đẹp mà ba mẹ đã bỏ quên từ khi bắt đầu làm người lớn. Chỉ ngần ấy không thôi. Nếu cần nói một lời nào để cảm ơn con, ba mẹ muốn nói rằng con xứng đáng được gọi là Bồ Tát của ba mẹ. Giọt lệ của Phật. Tác giả Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền. Có bao giờ bạn nghe nói Phật khóc chưa? Phật là đấng giác ngộ. Ngài đã vượt qua mọi tình thức tầm thường của thế gian, không còn buồn vui, giận hờn, thương ghét nữa. Làm gì có chuyện Phật khóc? Bạn quên rồi đó. Trong Kinh Báo Hiếu có câu: Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. Chả phải là Phật khóc đó sao? Vì sao Phật lại khóc? À, trong Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật cùng đoàn đệ tử đi về phương Nam, thấy núi xương khô lâu đời chồng chất. Đức Phật đảnh lễ đóng xương rồi rơi nước mắt. Ngài A Nan không hiểu bèn thưa hỏi. Phật dạy: Trong đống xương ấy biết bao cốt hài nhiều đời nhiều kiếp, có ông bà cha mẹ, kẻ sanh ta hoặc chính thân ta luân hồi sanh tử trong nhiều kiếp số. Ta lễ bái những người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Từ nhỏ theo mẹ đến chùa lễ Phật, tôi vẫn thích ngồi bên mẹ tụng Kinh Báo Hiếu vào những dịp Du Lan. Có lẽ do kinh được Hòa Thượng Huệ Đăng dịch theo thể Vân Vân, Song Thất Lục Bát, dễ đọc, dễ tụng, nên tôi thuộc lầu kinh này mà không cần học. Thuở ấy, đối với tôi, Phật cũng là một nhà đạo đức, dạy bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ. Chuyện thế gian ấy mà, Khổng Giáo còn dạy hiếu nghĩa nhiều hơn. Nhị thập tứ hiếu mà thầy cô giảng ở trường đôi lúc còn thiết thực và cao siêu hơn cả Mục Liên Tôn Giả. Tôi nghĩ vậy. Còn nói Mục Kiền Liên là đại hiếu. Ừ, thì đại hiếu, kẻ đại người tiểu cũng hiếu tất, miễn là làm cho cha mẹ vui lòng, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, khuyên cha mẹ lánh dữ làm lành, quy y Tam Bảo. Bây giờ, mỗi lần đọc Kinh Du Lan Báo Hiếu, toàn thân tôi rúng động, tâm thức bàng hoàng. Thường thì cùng tụng với đại chúng, tụng được vài câu thì tôi không còn tụng nữa, hồn lạc vào một thế giới khác. Vì sao Phật lại khóc? Đó là câu hỏi lớn nhất. Câu hỏi ấy đã cùng tôi đi suốt bao năm trời học hỏi kinh điển. Hơn 1000 năm trước, thi sĩ Trần Tử Ngang có lần lên chơi trên đài Ô Châu, nghĩ đến cái mang mát vô cùng của thời gian, tự dưng để cho hai hàng lệ lăn dài xuống má. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi lệ hạ. Tạm dịch: Bao người kim cổ nay đâu, ngàn xưa cho đến ngàn sau bẻ bàn. Mênh mang trời đất mênh mang, một mình bất chợt hai hàng lệ xa.
hơn 1000 năm sau, nhà thơ Huy Cận cũng một lần một mình rong chơi vào cõi mênh mang vô tận của thời gian, bất giác rùng mình khi nhắc thấy con người nhỏ bé quá giữa vũ trụ đại ngàn, giữa không thời gian vô tận. Thi sĩ viết: một mảnh linh hồn nhỏ mênh mang thiên cổ sầu, một mảnh hồn đường, một mảnh hồn diệt, cũng như muôn dạng tâm hồn phù du cõi mộng sẽ phải bật khóc khi cảm thấy buốt lạnh tồn sinh một chút thân bèo bọt, sẽ phải rờn lạnh kiếp người giữa cùng thẳm hư vô. Ta hoa đốm giữa thái hư ngát lạnh, ta bọt bèo trên đại dương chơi vơi. Ta làm gì? Ta là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ đã có lần viết: trường không túng sử sông phi cốc, cự hải hà phân nhất biển âu. Trường không giả sử đôi dành chuyển, thì xá gì một điểm trắng giữa trùng khơi bát ngát. Ta ở đâu? Ta có hay không? Nhìn phía trước chẳng thấy người xưa, nhìn phía sau thì chưa ai đến. Có phải người trước là ta bây giờ, hay là cha ta, mẹ ta, anh em, bầu bạn của ta? Ai giải đáp được câu hỏi này? Có ai không? Có ai không? Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân. Người xưa không thấy được mặt trăng ngày nay, nhưng trăng ngày nay đã từng chiếu đến người xưa đó. Ta hợp lặng trong dòng sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp số rồi, hằng hà sa số ư? Ôi, ít quá. Đức Phật dạy: không có một tấc đất nào trên thế gian này mà không có thân ta đã từng bỏ mạng ở đó. Không có một người nào, một loài vật nào ta gặp trên thế gian này mà chưa từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn của ta. Mất cha mẹ, ta khóc. Mất người yêu, ta khóc. Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển. Nhưng ta chỉ biết khóc trước nỗi mất mát hiện tại. Nước mắt của ta là nước mắt của thất tình lục dục. Còn Đức Phật, người đã chứng được lậu tận minh, Ngài thấy hết nghiệp thức của chúng sanh trong suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, rõ ràng như thấy kẻ chỉ ở bàn tay. Thế thì trước đống xương khô lâu đời, Ngài trực nhận ra tất cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn, lục thân quyến thuộc và chính thân xác của mình bao lần để lại trên đống xương này, rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Nói như cách nói của Vũ Hoàng Chương: nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương, làm sao không cảm động. Thương nghĩ về sự luân hồi sanh tử của tất cả muôn loài, tìm phương hóa độ, đó mới là đại hiếu. Đọc một câu kinh, nếu biết tư duy thì một chữ trong kinh Phật cũng hàm chứa tất cả 3000 đại thiên thế giới. Trần tử ngang rơi lệ khi nhắc thấy cái vô tận của thời gian. Nhưng thời gian của nhà thơ nghĩ đến vẫn là hữu hạn, cái hạn định ở điểm cuối cùng của dòng tâm thức. Còn cái thấy của Phật thì vượt ra khỏi tình thức, tuyệt đối đại, siêu nhị biên. Giọt lệ ấy mới là giọt lệ của bậc đại trí, giọt lệ chứa đựng tất cả lòng chân từ bình đẳng, kết quả của sự quán tưởng triệt để chân tướng của các pháp. Du Lan Bổn Kinh Tân Sớ của Ngài Trí Húc Đời Minh trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, trang 573, quyển 16, có đoạn viết: từ hiếu có 3 thứ, một là sanh duyên từ, hai là pháp duyên từ, ba là vô duyên từ. Sanh duyên từ tức là nghĩ đến tất cả chúng sanh như là cha mẹ. Ta đời đời không có kiếp nào là không thọ sanh từ cha mẹ. Khi quán tưởng như vậy, tất cả kẻ oán người thân đều bình đẳng, lấy đó để điều phục sự sân hận, sang tham và tật đố, cho đến chứng đắc từ tâm tam muội. Phàm người nào có duyên với ta, ta đều đem niềm vui đến cho họ, vớt cái khổ não của họ. Cha mẹ đối với ta thâm ân trời biển, nên ta phải báo đáp trước. Pháp duyên từ tức quán tưởng tất cả các pháp đều là duyên sanh. Cho nên kinh Phạm Vọng nói: tất cả đất nước đều là thân ta, tất cả gió lửa đều là thân ta, tất cả chúng sanh đều do tứ đại,
đất, nước, gió, lửa hợp thành. Cho nên không có sự khác nhau giữa ta và người, không có sự khác nhau giữa thọ mạng và kiếp số. Tứ đại đã không hai, cho nên từ tâm duyên đến tất cả cũng bất nhị. Khi quán tưởng như thế thì chứng đắc được từ tâm tam muội, năng lực cứu khổ còn thù thắng hơn sanh duyên từ nhiều lần nữa. Vô duyên từ tức là biết rõ tâm Phật và chúng sanh, cả ba chẳng có gì sai khác. Cả pháp giới là nhất tướng, chân thật, bình đẳng, không trụ ở tướng của các pháp và tướng của chúng sanh. Quán bồ đề tức là phiền não, niết bàn tức là sanh tử, khởi thệ nguyện vô tác, cứu bạc hết cái gốc của khổ. Quán phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, khởi thệ nguyện vô tác, ban cho tất cả niềm an lạc. Từ ở đây chính là bi, bi ở đây chính là từ, thuận theo tính chất của pháp tánh mà tu tất cả pháp, đó chính là đại từ đại bi. Giọt lệ của Phật chính là giọt lệ đại từ bi. Mùa Du Lan lại đến trong lòng mỗi người con Phật. Ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa, ta có đủ sức tin những điều Phật dạy không? Nếu tin được những lời Phật dạy thì ta không bao giờ rắp tâm làm hại một ai cả. Ngay cả Nho giáo còn dạy: vô cố nhi thương nhất côn trùng, phi hiếu giả. Vô cố nhi tổn nhất thảo mộc, phi hiếu giả. Nghĩa là vô cớ mà làm thương tổn một loài sâu kiến thì không phải là người có hiếu. Vô cớ mà làm tổn hại đến một loài cây cỏ cũng không phải là người có hiếu. Huống hồ mưu hại một ai, nếu hiểu và tin lời Phật dạy thì tự nhiên mọi người sẽ yêu thương nhau, thế gian này sẽ bình yên và hạnh phúc biết mấy. Dòng sông ái vẫn chảy trôi mãi hoài không dứt, ta lang thang vất vưởng nẻo luân hồi bao kiếp số. Ta yêu, ta ghét, ta hận thù, ta chém giết, tất cả bởi vô minh, tất cả do mê mờ không biết. Duyên khởi trùng trùng đã may mắn cho chúng ta một lần được ngồi đọc tụng kinh Phật, nghiền ngẫm một câu kinh là chiêm nghiệm một chân lý, là thắp sáng hiện hữu nhiệm màu lung linh qua một giọt lệ của đấng đại từ bi. Xin đảnh lễ A Nan tôn giả cho con lời kinh vàng ngọc. Xin đảnh lễ Mục Liên tôn giả cho con niềm tin hiếu hạnh. Xin đảnh lễ nụ cười, giọt lệ, hạnh phúc và khổ đau cho con một lần biết yêu thương thấm thiết trần gian điên dại này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net